Hôm nay cô và các em cùng học tiết luyện từ và câu lớp 5 với bài mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường trang 115. Bài học ngày hôm nay thì sẽ giúp cho các em nắm được nghĩa của một số từ ngữ về môi trường, biết tìm từ đồng nghĩa và biết ghép một tiếng nghĩa gốc hán, đó là tiếng bổ, với những tiếng thích hợp để tạo thành từ phức. Bài tập số 1, đọc đoạn văn sau và thực hiện nhiệm vụ nêu ở bên dưới. Thành phần môi trường là các yếu tố tạo thành môi trường: không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, lòng đất, núi, rừng, sông, hồ, biển, sinh vật, các hệ sinh thái, các khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các hình thế vật chất khác. Đây là các yếu tố đã tạo thành môi trường mà mình vừa kể ở trên. Bây giờ các em đã thực hiện nhiệm vụ ở câu A trước. Câu A là yêu cầu các em là phân biệt nghĩa của các cụm từ là khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên. Và đây là hình ảnh khu dân cư nè. Hình thứ nhất là hình ảnh cho chúng ta biết về khu dân cư. Hình ảnh thứ hai là cho các em biết về khu sản xuất. Và hình ảnh thứ ba là cho chúng ta biết về khu bảo tồn thiên nhiên. Như vậy chúng ta phải phân biệt nghĩa của các cụm từ đó là khu dân cư, khu sản xuất và khu bảo tồn thiên nhiên là như thế nào. Đây là khu dân cư. Và khu dân cư là khu vực dành cho nhân dân ăn ở và sinh hoạt, chúng ta gọi là khu dân cư. Đây là những hình ảnh nói về khu dân cư. Khu sản xuất đó là khu vực làm việc của các nhà máy, xí nghiệp hay là doanh nghiệp, chúng ta gọi là khu sản xuất. Và đây là hình ảnh về các khu sản xuất. Đây là hình ảnh về khu bảo tồn thiên nhiên. Khu bảo tồn thiên nhiên là khu vực trong đó có các loài cây, con vật, cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ và giữ gìn lâu đời. Chúng ta gọi là khu bảo tồn thiên nhiên. Và những bức tranh minh họa cho cụm từ là khu bảo tồn thiên nhiên. Các em cũng vừa phân biệt được nghĩa của các cụm từ là khu dân cư, khu sản xuất và khu bảo tồn thiên nhiên. Các em cùng cô thực hiện nhiệm vụ B. Đó là mỗi từ ở cột A dưới đây ứng với nghĩa nào ở cột B. Cột A thì sẽ có những từ đó là sinh vật, sinh thế, hình thế. Cột B thì có những cái nghĩa đó là quan hệ giữa sinh vật, kể cả người, với môi trường xung quanh. Tên gọi chung các vật sống, bao gồm động vật, thực vật và vi sinh vật, có sinh ra, lớn lên và chết. Tiếp theo, cái nghĩa tiếp theo là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của sự vật, có thể quan sát được. Như vậy, bây giờ em sẽ suy nghĩ và tìm mỗi từ ở cột A này nó sẽ ứng với cái nghĩa nào ở cột B. Ví dụ như từ sinh vật thì sẽ ứng với nghĩa nào, và sinh thái sẽ ứng với nghĩa gì nào, và hình thái ứng với nghĩa nào ở cột B. Các em hãy dừng video trong ít phút và tự mình tìm xem. Sau đó đối chiếu với kết quả của cô, thử bạn nào đã hoàn thành tốt nhé. Đáp án của cô, từ sinh vật sẽ ứng với nghĩa đó là tên gọi chung các vật sống, bao gồm động vật, thực vật và vi sinh vật, có sinh ra, lớn lên và chết, thì chúng ta gọi là sinh vật. Chúng ta sẽ nói từ sinh vật với nghĩa ở cột B tương ứng đó là tên gọi chung các vật sống, bao gồm động vật, thực vật và vi sinh vật, có sinh ra, lớn lên và chết. Tiếp theo, từ sinh thái thì cô sẽ nói với nghĩa đó là quan hệ giữa sinh vật, kể cả người, với môi trường xung quanh, chúng ta gọi là sinh thái. Rồi tiếp theo, từ hình thái thì cô sẽ nói với hình thức biểu hiện ra bên ngoài của sự vật, có thể quan sát được, chúng ta gọi là hình thái. Rồi, chúng ta cũng cần phải hiểu nghĩa của từ vi sinh vật này. Vi sinh vật, đây có nghĩa là sinh vật rất nhỏ bé, thường phải dùng kính hiển vi mới nhìn thấy được, thì chúng ta gọi là vi sinh vật. Hai, yêu cầu các em là ghép tiếng bổ, có nghĩa là giữ, chịu trách nhiệm với mỗi tiếng sau để tạo thành từ phức và tìm hiểu nghĩa của mỗi từ đó. Có thể sử dụng từ điển tiếng Việt. Những tiếng mà các em sẽ ghép với tiếng bổ thì có những tiếng đó là tiếng đỏm này, người ta cho là tiếng đỏm,
tiếng hiểm, tiếng quản, tiếng toàn, tồn, tiếng trợ và tiếng vệ. Giờ nhiệm vụ của các em là sẽ ghép tiếng bổ này với những cái tiếng người ta cho đây để tạo thành từ phức, và sau đó các em sẽ tìm hiểu nghĩa của mỗi từ đó. Có thể các em sử dụng từ điển tiếng Việt để tìm hiểu nghĩa. Các em có thể dừng video trong ít phút để tự mình làm bài vào vở nhé. Và đây là đáp án của cô sau khi cô ghép tiếng bổ với một số tiếng người ta đã cho, thì cô được những từ phức như sau, và nghĩa của chúng đó là: thứ nhất là bổ đỏm hay là đỏm bổ, thì tức là làm cho chát chán, thực hiện được, giữ gìn được, chúng ta gọi là bổ đỏm hay là đỏm bổ. Tiếp theo đó là từ bổ hiểm. Bổ hiểm thì có nghĩa là giữ gìn, phòng tai nạn, trả khoản tiền, thỏa thuận khi có tai nạn xảy ra đánh và người đáng bảo hiểm. Bổ quản tức là giữ gìn cho khỏi hư hãm hoặc hô hụt. Bổ toàn có nghĩa là cắt giữ những tài liệu hiện vật có ý nghĩa lịch sử. Còn bổ toàn thì giữ cho nguyên vẹn, không để suy xuyển, mắc mót, thì chúng ta gọi là bổ toàn. Và bổ tồn có nghĩa là giữ lại, không để cho mất đi, thì chúng ta gọi là bổ tồn. Đó là bổ trợ thì có nghĩa là đỡ đầu và giúp đỡ, thì chúng ta gọi là bổ trợ. Và bổ vệ là chống lại mọi sự xâm phạm để giữ nguyên vẹn. Tập số 3 yêu cầu các em là thay từ bổ vệ trang cao sau bằng một từ đồng nghĩa với nó. Chúng em bổ vệ môi trường sạch đẹp. Như vậy bài tập số 3 là yêu cầu các em là tìm từ ba từ bổ vệ trang cao vang. Chúng em bổ vệ môi trường sạch đẹp. Là em từ tìm cái từ đồng nghĩa với cái từ bổ vệ này. Sao cho từ bổ vệ được tha bằng từ khóc, nhưng nghĩa của cao là không thay đổi. Chúng ta sẽ chọn từ đó là giữ gìn hoặc là gìn giữ để thay vào đây, thay vào từ bổ vệ này, thì các em có thể chọn từ đó là giữ gìn hoặc là từ gìn giữ và thay vào cao này, thì chúng ta sẽ được cao là chúng em gìn giữ môi trường sạch đẹp, hoặc là chúng em giữ gìn môi trường sạch đẹp. Như vậy là cô và các em cũng vừa hoàn thành xong bài tập số 3 và hoàn thành xong tiết luyện từ và cao ngày hôm nay. Đó là bài mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường. Các em về xem lại nội dung các bài tập mà các em đã được giải trong ngày hôm nay. Cô chúc các em luôn học tập thật là tốt. Các em xem video thì bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cô nhé. Cô tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em.